Tình trạng sức khỏe của diễn viên Khả Ngân thời gian gần đây là điều mà nhiều fan rất quan tâm lo lắng bởi cô liên tục chia sẻ hình ảnh gầy gò, tay phải ghim kim truyền dịch khiến fan vô cùng hoang mang. 10 ngày qua hầu như ngày nào Khả Ngân cũng truyền dịch, mới đây nữ diễn viên có tiết lộ cân nặng hiện tại chỉ còn 42kg, cư dân mạng dễ nhận thấy điều này qua đôi bàn tay gầy trơ xương của Khả Ngân. Chưa dừng lại ở đó, Khả Ngân còn chia sẻ thêm hình ảnh ho ra máu và cho biết cảm giác ho xong nhổ ra toàn là máu, khiến đông đảo người hâm mộ không khỏi lo lắng cho Khả Ngân, khuyên nữ diễn viên nên chú ý hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Đây không phải lần đầu nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh bàn tay với ống truyền dịch. Trước đó, Khả Ngân có đăng tải bức ảnh tay đang cắm kim tiêm chẳng chịt kèm theo dòng chú thích ngắn gọn 4 days, 4 ngày. Nhìn cũng đủ biết tình trạng sức khỏe của Khả Ngân hiện giờ không được tốt. Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và fan đang rất lo lắng cho Khả Ngân, khuyên cô nên chú ý hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Hiện tại, Khả Ngân vẫn cập nhật trạng thái mới trên trang cá nhân mỗi ngày. Có thể thấy nữ diễn viên vô cùng mệt mỏi vì phải truyền dịch đến ngày thứ 10, để lộ đôi tay gầy gò khiến cư dân mạng không khỏi lo lắng. Netizen vẫn chưa rõ tình hình sức khỏe của Khả Ngân ra sao, liệu diễn viên 24 tuổi có đang mắc phải căn bệnh gì nghiêm trọng hay không. Dân mạng mong rằng Khả Ngân chỉ đang trong quá trình truyền dịch để hồi phục sức khỏe sau thời gian bận rộn chạy show mà thôi. Hiện tại, phía nữ diễn viên vẫn chưa lên tiếng tiết lộ bệnh tình của cô nàng đang diễn biến như thế nào. Khả Ngân sinh năm 1997, là diễn viên trẻ được công chúng chú ý trên màn ảnh. Trước đó, Khả Ngân được biết đến là một nữ diễn viên trẻ khi nổi danh người mẫu ảnh Hot Girl Boxing từ năm 17 tuổi. Từng vướng nhiều lùm xùm khi nổi tiếng quá sớm, nhưng ở hiện tại, Khả Ngân ngày càng đẹp thanh tú và trưởng thành. Cô nàng đang chứng tỏ năng lực của bản thân không chỉ ở vai trò là một diễn viên mà tương lai là một ca sĩ. Cô tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình. Một số dự án nổi bật của Khả Ngân có thể kể đến như 100 ngày bên em, Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt, Lật mặt 2, Cao thủ ẩn danh. Cách đây không lâu, Khả Ngân cũng vừa nhận lời tham gia dự án truyền hình mới có tên 11 tháng 5 ngày, đóng cùng nam diễn viên Thanh Sơn. Theo đó, với bộ phim 11 tháng 5 ngày, Khả Ngân vào vai Tuệ Nhi, một nàng tiểu thư giàu có bướng bỉnh. Phim sẽ là câu chuyện xoay quanh hành trình trưởng thành của nữ chính khi từ bỏ đất Sài Thành để ra Bắc lập nghiệp, đến một nơi mới theo đuổi lý tưởng sống, Tuệ Nhi gặp không ít khó khăn. Từ một cô tiểu thư đồng đảnh cùng vấp ngã đã mang đến một Tuệ Nhi với phiên bản tốt đẹp hơn. Trước Khả Ngân, nhiều gương mặt của màn ảnh miền Nam như Nhã Phương, Diễm My 9X, Nhan Phúc Vinh, Quốc Trường, Xuân Nghị, Lương Thế Thành, Thúy Diễm cũng đã gia nhập thế giới phim truyền hình phía Bắc. Đây là xu hướng được VTV áp dụng trong thời gian qua để mang đến sự kết nối của tác phẩm truyền hình với khán giả hai miền. Việc Khả Ngân là cái tên tiếp theo gia nhập vũ trụ điện ảnh VTV đã nhận về rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Cô nàng xuất thân là một hot girl mạng nhưng lại vô cùng thành công khi quyết định lấn sân sang mảng diễn viên. Tỏa sáng với vai trò của một diễn viên, thế nhưng khả năng diễn xuất của Khả Ngân lại thường xuyên tạo ra tranh cãi, nhất là ở Hậu duệ mặt trời, bộ phim remake từ Bom tấn xứ Hàn. Cô nàng sinh năm 1997 lộ nhiều khuyết điểm, từ việc bị chê diễn dở, mặt đờ cho đến thoại thiếu cảm xúc. Dù chưa chính thức chứng kiến màn thể hiện của Khả Ngân với tác phẩm của VFC, thế nhưng khán giả vẫn bày tỏ sự nghi ngại với cô nàng này. Trước đó, Nhã Phương từng bị đánh giá là diễn xuất một màu nhàm chán, còn Diễm My 9X lộ rõ sự đuối sức khi lần đầu ra Bắc đóng phim. Chính vì thế, dân tình đều hết sức mong mỏi Khả Ngân sẽ không lặp lại sai lầm của hai đàn chị.